Em ơi. Cả tao không ai không có ai cõng đâu. Ơi mày mèo hiểm quá. Không sao. Vừa chua ra nhỉ. Đây vẫn còn đất mà. Xóa bớt đi. Đây vẫn còn đất chắc không sao. Hỏng gì em? Nó cháy dây sạc anh ạ. Cháy dây sạc à? Cháy dây sạc. Cần anh sửa hộ không? Cháy thì làm sao anh được? Nếu mà chưa hỏng anh Hàn lại không thì anh thì mua sạc mới thôi. Mua sạc mới. Sạc mới tầm 200, nhưng mà nếu không biết mua thì mua sạc giả đấy. Em không biết mua thật mà em không phải đâu, mua phải mua mất tiền mua. Ở bên này này, các bạn. Để anh mua cho. Nắp gì? HP à? HP chắc nhiều sạc chuẩn. À, lên máy anh chụp cũng được. Tao dáng nào đại ca? Ồ, chưa. Sao giờ nó thấp vậy nhỉ? Quẩy luôn, đứng làm trên đấy mới giỏi chứ. Thằng anh chụp cái thang ơi, đẹp quá. Cái kìa, phải đu giống anh kia kìa. Đu quá. Cảm ơn anh nhầm. Chụp cái này, ai vào thì vào đi. Rồi. Đu. Đúng không nhìn mặt nhưng mà chỉ thấy lấy nát vào mặt thôi. Còn cái lỗ thủng quá, nhìn kinh vãi.